vườn mình là tới ngày thu hoạch rồi nha cả nhà, bưởi quá ngon. Trời ơi nè Như, quá trời ngon luôn, bưởi đẹp quá, đẹp cực kỳ luôn. Lái vô mua, nay lái vô mua, lái vô mua mình đi bán cả nhà ơi, quá ngon rồi cả nhà. Nè, có người đẹp đó không? Người đẹp thấy không? Này thấy cắt bưởi chưa? Quá trời ngon rồi. Ông nhận bưởi này nó đều thiệt á, năm nay trái đều thiệt chứ. Này ra một lượt nó đều á. Ừ. Bưởi này là không phân thuốc gì trên cả nhà ơi. Ăn rồi rất là ngon đó. Thấy ít có đều lắm nha. Rất là tốt luôn. Trời ơi. Ông nhận cắt cành đẹp quá. Có 2 cây à. Có 2 cây không? 3 cây. 3 cây. Nè, đủ không? 4 thùng đủ không? Thấy cái bự. Mua tiếp. Để cái im luôn nha. Những quà đang cầm đẹp. Giờ bà năm neo tới Tết cũng đâu được. Không được con, nó bị khô quá trời, nó chín mà nó chín quá là nó bị nhảy nha. Ừ. Chín quá là nó bị khô. Vì là dữ lắm mày. Đây rồi nó bữa để nào. Đúng rồi. Điền đi cả nhà luôn á. Đây cái nè, bữa này cả nhà luôn. Không người luôn. Chín hết rồi. Dạ, đây, bảy 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 bảy. Coi nè, coi nè. Bưởi đó. Ừ. Chưa thấy đẹp vậy luôn ha. Làm chứ bỏ. Chị không tôi dính quá. Nó gì tới giờ không vậy. Trời nó đẹp. Trời ơi. Có con cây mà xỉu rồi. Hả? Thôi chị. Cái này bởi thấy nhiều quá đâu có mua đâu Dũng được. Ngọt quá. Chị mấy ăn ngọt hả? Ăn đi, chị ăn rồi mới ăn qua.
Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mớp mình nó cũng bự rồi nè cả nhà. Giờ mình cắt vô mình nấu canh nha cả nhà. Hôm nay mình mời cả nhà ăn canh mớp với gia đình mình nha. Canh trái nè cả nhà. Thơm quá chừng luôn á, mớp này mớp hương nè. Cái này còn hơi nhỏ nè, để cái này lại đi. Để đi lại đi, này hơi nhỏ. Uống trái là được rồi. Thơm quá trời. Cả nhà ơi, mà nhà mình cũng còn được mấy đọt rồi nè cả nhà. Ngắt vô mình nấu canh luôn cả nhà. Hái là đọt rau dền. Mình tơi nữa nè. Này còn được mấy cây tốt nữa nè cả nhà. Hái luôn. Hái cho nó đâm tược ra. Mới là một ngót nha nha. Tước luôn. Cho nó đâm tược nha. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình có chị mình về chơi á cả nhà, cho nên mình nấu canh tập tàng với mớp với tép nữa cả nhà, với ớt mình hoa xả cả nhà. Mình mời cả nhà vào bếp với gia đình mình nha. Anh Như nó ra đi nha. Có phải rồi hết rồi. Rồi. Bây giờ nè. Mở rồi công chuyện. Ngon mớp thơm ha. Mua ngoài chợ đâu có được thơm như vậy này, mớp thơm nè. Ngoài chợ đó có mớp hương mà không có thơm. Đụng vô cái nó thơm phức à. Bà tám mà cho được 4 giây mà cô bà trồng chết hết trơn rồi sao quay lại. Đáng bỏ phần chăm sóc có thôi. Với lại coi nó nào đẹp á để con trái làm giống. Bỏ phân dữ lắm luôn á. Mốt coi tới nào đẹp để làm trái. Nấu hết 4 mốt dữ vậy. Nhưng mà nó xịt quá vậy. Mà hình như là nếu là năm nào nuôi ăn cũng dễ chứ. Ui ui vậy mới ngồi thôi à. Ba bây giờ ổn như thế nào. Nắng rồi đấy. Dữ vậy thôi. Để cho mình. Mình bỏ ở đây rồi, bỏ bình đổ luôn. Ủa, trong lòng hả? Nhờ cái này nhỏ quá vậy. Thái ăn liền nó mốt nó ngọt không? Thơm, sợ. Để chường trái lại làm giống. Mình màu xả nha cả nhà. Màu xả mình là sao ớt nè. Thank you.
mâm tỏi ớt nha cả nhà. Mâm tỏi ớt mình ớt ớt nha. Ớt cho nó thơm. Cái nhà giờ mình ướp ớt nha cả nhà. Ớt nó thấm rồi chút xíu mình kho ha. Mình ướp xíu đường với xíu bột ngọt xíu hạt nêm nha cả nhà. Với mình cho chút nước màu vô cho có màu đẹp. Trộn lên để cho thấm xong rồi chút mình kho. Dặn chút nước mắm vô nữa cả nhà. Giờ mình cháy cho nó thơm. Cháy cho nó thơm cái mình mà để tỏi hành vàng mình để thịt cái mình xào cái nha. Cháy cho nó thơm. Ừ, thấy nó thơm lên rồi thơm. Để vô tỏi nó thơm. Cho mỡ vô mình cháy miếng tép mình nấu canh cả nhà. Vàng cái mình đỏ cái gì vàng à. Rồi xong rồi mình cho nước vô nha cả nhà. Ớt của mình nó vàng rồi đó cả nhà, mình cho xả vô nha cả nhà. Cả nhà, bữa nay mình mít mình chín rồi mình xẻ nha cả nhà. Cái này mình cắt mặt đi ha, cắt mặt xong mình sẽ xẻ là sao? Mít nha. Quá trời cái mít. Qua. Mình chín ra. Nhắn nhắn xuống miệng. Quá trái mít bự hơn mình nữa. Cái này nè, cần 6 cái nó bùng cái cùi ra là được à. Rồi. Nó già quá cả nhà ơi. Nó già nó chín nó ngon quá mà nó bị nó hơi nứt. Cái này là nó chín tới rồi, nó già dữ lắm. Công nhận cái mít dữ à. Chắc cái mít hơn mặn bò. Mặn hơn bò. Nó ngon dữ lắm.
ngon lắm cả nhà ơi. Quá. Bự hơn mình làm sao mình trẻ nổi. Ở nhà ai ngon quá, mít ngon quá. Mình sẽ chặt ra. Chứ giờ mình khó không được. Mời cả nhà dùng mít với mình nha. Mít vườn rất là ngon, ngọt. Món này là không có miếng thuốc miếng gì luôn á. Không mít tự nhiên đó. Ngon lắm gì? Ngọt lắm. Ngọt lắm. Có đường này mình bỏ lên miếng này đi. Có đường này mình bỏ. Đây là mít Thái. Nó không có mũ luôn á. Cái sơ bự bự đi. Nó không có mũ. Bỏ dưa đi. Nứt cái ngay ngay cái đường nứt nè. Đường nứt á. Mít này là thâm có sơ nhiều nó muối thâm luôn á. Ồ ôi. Năm nay á, mít trúng mà thấp giá. Cả nhà ơi, nhà vườn năm nay là bèo lắm cả nhà ơi. Bèo thiệt luôn á. Mít này á, nói chung là nó ăn giòn giòn, nó ngọt ngọt chứ nó không phải như mít ngày xưa. Mít ngày xưa thì nó mềm lắm, mình không bao giờ mình chặt gì được. Mít trẻ luôn á. Thì đọc cái này bỏ à. Bỏ miếng củi cho trắng lên. Ờ. Không, cái này nó bị hư mình dạt nó đi. Thấy nó bị nứt rồi. Nứt. Đó, cả nhà ơi, ngon quá. Giòn giòn, mít này ăn nó giòn giòn. Nó ngọt gắt luôn á. Gắt. Rất là ngon luôn, cả nhà ơi. Sao không có canh? Năm sao? Không chứ. Cũng như là một mùa là mùa tháng à, tháng Tết này là mít đó là rộ á, chín rộ là tháng Tết này nè. Quá thì ngon. Mình bỏ mốt nha cả nhà. Rồi bây giờ mình cho mỗi người một miếng chứ ăn không hết, cái mít nhiều quá mình không ăn hết được. Mình cho dòng họ mình mượn miếng đi. Quá ngọt cả nhà ơi. Mít này là mít Thái là không có hút men gì hết. Chín cái cây chín thí dụ muốn ăn thì ăn không nổi nữa. Nhà có ba người ăn sao chảy nó mít vậy. Đúng rồi, đâu ai ăn nổi. Ba cái nào mới bự bự thôi. Hết rồi. Được, không phải như mình gì đâu. Để lại đây nhà mình.
mốt mình chín thì mình thả rau vô nha cả nhà. Mình trẻ được là quý rồi chứ ta tên nó bắt tôi lắc không ăn nó bắt tôi cái gì kia rồi nó. Mà canh bữa nay nhiều quá. Cái gì mà canh luôn. Tại rau nhiều quá chứ. Cả nhà ơi, gia đình mình cũng có làm cơm xong rồi cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha. Cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Mời cả nhà dùng cơm với mình. Ăn đi. Ăn bắt bảy mà. Rau này ngon à? Rau lập đàn. Lâu lâu nấu vậy với ăn ngon hơn canh chua. Thật này ớt không rồi cả. Từ từ đi. Từ là chén à. Ừ. Từ từ đi. Ớt ngon không? Ừ. Thơm. Mất nhà. Nhà. Mới đi trồng có trái thôi. Rồi mới cái bự mới cắt vô. Đi mất cắt. Không mất thì ngon thiệt chứ nó ngọt. Thơm. Thơm nữa mất hương nè, nó trái nhỏ nhưng nó ăn mất lớn. Lớn nó ăn nó ngon lắm. Chan cái nước mắm nữa cho nó ngon. Mình phải hái rồi. Nước canh nó ra nó ngọt hơn. Vậy đơn giản nhưng ngọt ngon. Bây giờ rất là nhiều thuốc. Ăn nhiều chan. Mỗi lần làm tỉnh thấy nhà ăn thèm chết. Kinh tị luôn. Mà cũng ăn gì nữa. Ăn bó này ăn bắt à. Không được khô. Khô gì? Khô nước. Ngon quá. Ngon quá nha. Con này cũng vừa ăn đó gì. Ngon. Ừ. Ừ. Ừ, quá ngon. Nhưng mà cắt bự quá. Bự hả? Ừ. Thế là ăn hao. Bự ăn hao chứ gì. Cậy đi. Miếng lỏng miếng. Anh bảy giờ không nghe luôn hả? Chị nhắc luôn hả? Mắt thấy rõ chưa? Mắt mở chưa thấy rõ nữa hả? Ốc gì vậy? Có nè. Ăn đi nhiều ớt lắm, ăn đi đáng không? Ngon chị ăn đi. Nước nó ngọt á. Công nhận nó ngọt. Mút mút mới cắt á. Vô cái nấu liền. Còn mình muốn mà chọn cái gì nó lạ. Tụ họp gì lâu lâu mới có tụ họp vậy chứ đâu có hoài. Đúng rồi. Nó dành cái gì có đáng có tiền. Mình có gì mới về. Bởi vì đám trẻ có mất bệnh thì mình không ngồi chơi đâu. Năm năm ít còn nhiều biết. Nước cơm nó hấp. Trời ơi, nước cơm. Chén nước cơm. Nước cạnh nó ngọt. Uống một chén nước cơm. Ngỡ không?
Thôi. Ừ. Bà con khác bớt nữa cho bà ăn. Cả nhà, gia đình mình cũng đã dùng cơm xong rồi cả nhà. Hẹn cả nhà vào bữa cơm sau nha. Xin chào cả nhà.